Rồi em xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay em đã lên cho anh chị em một video nha anh chị em nha. Em giới thiệu hai con Basie. Thì bữa giờ em cũng công việc cũng bận nhiều quá nên là em chưa có ra video mới cho anh chị em xem nha. Thì trước mặt anh chị em đây là hai con Basie đời 2000, màu trắng đời 2000 và con Basie màu đen đời 2006. Thì trước tiên thì em nói con Basie đời 2000 màu trắng này trước đi. Thì con này là xe kho chưa chạy ở Việt Nam nha anh chị em nha. Là còn hoàn toàn là chưa chạy Việt Nam. Thì đồ đạc còn zin từ A đến đích luôn. Đầu đèn anh chị em thấy không? Có nghĩa là xe này là về là em chưa có dọn cái vấn đề gì hết. Nước sơn còn gọi là cũ kỹ theo năm tháng, chưa có bát ra nha. Đó, anh em nào mua về tự làm theo ý của mình. Đồ mình thùng còn rất là đẹp. Đó, không sơn nha, mình thùng là hoàn toàn không sơn. Đó, thấy chưa? Rồi bộ viền cũng vậy, cũng gọi là phai tàn theo năm tháng luôn, có nghĩa là nó xuống màu. Đó, nhưng mà vẫn còn rất là đẹp. Này chỉ có bát sơ qua là đẹp nha anh chị em nha. Thì hiện tại con màu trắng đời 2000 này em bán với giá là 35 triệu nha anh chị em nha. Đó, 35 triệu một con Basie đời 2000. Đó. Chưa? Máy móc còn rất là đẹp. Ba ga chị em thấy không? Rất là đẹp luôn nè. Da thì dây này về á, thì nó bị rách, em có đi bọc lại dây nha anh chị em nha. Đó, da em bọc lại do lên một nha. Chìa khóa zin theo xe còn hai chìa luôn nha. Đó, zin theo xe còn hai chìa. Xe này thì nổ rất là êm. Thì em cũng nói sơ qua cho anh chị em biết luôn, con này đời 2000 là chưa có lỗ mũi, chưa có lỗ mũi lên trước và chưa có đầu lòng ống hơi. Đó, là xe vẫn còn nguyên bản từ năm 98 tới 99 là vẫn còn nguyên nha anh chị em nha. Chưa có đầu lòng ống hơi. Với lại là tay thắng. Tay thắng đây, thấy chưa? Đời thấp là tay thắng, không có gọi là CBS. Không có bóp thắng bên này ăn thắng bên kia được nha. Rồi. Rồi em sẽ nổ máy thử cho anh chị em nghe và tiếng máy với em nói nha. Xe này đề rất là nhạy. Nhích một cái là nổ nha, không cần lên ga. Máy nóc thì bao em. Đó, anh em nào mua xe bên em rồi là biết chất lượng xe nha. Đó. Bởi vì sao em lấy về em không muốn dọn là vì sao có nhiều anh em hỏi xe chưa dọn. Đây, có xe chưa dọn gì hết nha. Cổ bô nè, còn xét nè. Cổ bô em chưa làm lại nhớ đó, ốc còn xét lắm. Cục máy cũng chưa có rửa gì luôn. Đó, cục máy còn rất là đen nè. Máy móc thì bao em nổ thì thầm. Máy đang nổ luôn nha. Đem theo xe còn rinh hết. Rồi, 35 triệu một con Basie đời 2000 nha. Em thì cũng không có giới thiệu gì nhiều những cái xe làm gì. Đó, chất lượng xe như thế nào thì anh em cứ qua coi xe và sẽ biết nha. Em giới thiệu nhiều quá thì cũng không có hay. Kế tiếp là con màu đen đời 2006. Con màu đen đời 2006 này thì em bán với giá là 36 triệu nha anh chị em nha. Thì con này á, thì em cũng nói sơ qua luôn, con này là xe kho nhưng mà đã lăn bánh nhẹ ở Việt Nam rồi thì em bán với giá nó rẻ hơn nha anh chị em. Đừng có so sánh là cái con màu trắng này với con màu đen này. Đó, giá cả sao nó xem nhau mà đời nó lại sao với lại thấp. Con này thì chưa chạy Việt Nam luôn, nó về anh em phải dọn nè anh em thấy không. Nó về phải dọn lên. Còn những con này thì người ta đã mua về, đã trải nghiệm rồi, người ta dọn sạch sẽ hết cho mình rồi thì người ta chia lại cái đam mê lại cho anh mình chơi thôi nha. Đó, chất lượng xe thì cũng như nhau hết. Đó, anh em nào mà sở hữu được con này thì nó được cái là đời cao. Khi mà anh em á
đá chống xuống là không có cái đèn bích top đây nha anh em nha, không có đèn đá chống tắt máy nha. Rồi với lại là tay thắng thì tay thắng CBS luôn, bóp thắng bên này thắng bên kia. Đó, đời cao thì có lỗ mũi nè, có đầu lộng hơi nè, nó chạy rất là ngon. Máy móc hai con này thì nổ rất là êm nha. Mà em cũng quên nữa, xe màu trắng này nè, nó còn cặp gương nha anh em nha, cặp gương zin theo xe luôn, em không quên gắn vô. À, em cho anh chị em coi là nó cặp gương còn trong xe nha. Rồi chứ anh em cũng thắc mắc có cặp gương hay không, nó có một có cặp gương nha. Thì em tiếp tục nói với con màu đen này, thì máy móc con này với con màu trắng thì mà hai xe thì máy móc zin hết đó. Đấy chưa? Còn tàn cũng gọi là xuống màu cũng theo năm tháng thôi. Máy móc là anh em thấy không, con này thì mua về thì người ta có vệ sinh sạch sẽ hết rồi, mình chỉ có về đổ xăng mà chạy thôi, nhớt nhau thì bên em có thay hết cho anh chị em rồi, cứ yên tâm về mình chạy đồ rất là liền lạc. Nó cam kết là mấy bộ viền này với mình thùng là không có sơn, dàn áo em có đánh bát sơ lại đó. Rồi em sẽ nổ thử cho anh chị em nghe luôn nè. Máy móc nổ rất êm nha. Có 36 triệu thôi. Máy móc nổ rất êm. Máy đang nổ luôn nha anh chị nha. Miếng lót sàn rất là thích nha. Cái chìa khóa này là em sẽ đi xử lý lại, là em sẽ đánh lại cái chìa zin nha. Chứ xe kho về bên kia về chủ trước người ta xài gì thì nó cũng không có đánh lại chìa nha, để nguyên bản vậy luôn. Thì em cũng để nguyên bản gì cho anh chị em luôn. Đèn đốt xi nhan hoạt động bình thường hết. Rồi ai ưng ý con đen 206 hoặc con đời 2000 chưa lỗ mũi thì anh chị em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em là 0333 721 201, hoặc kết bạn Zalo với em nha. Hai con đều rất là đẹp nha. Bạch công tử và hắc công tử nha. Đó. Hai con rất là đẹp. Rồi em xin chào tất cả anh chị em. Anh chị em nào cần xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em nha, hoặc kết bạn Zalo với em. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.